Đây là chai nước hoa là cái tên là sáng tạo mang tính cách mạng mùi hương đầu những năm 1990. Đó chính là Feminité du Bois của Serge Lutens. Và có rất nhiều câu chuyện hay ho đằng sau mùi hương này. Và nếu như các bạn tò mò thì chúng ta xin phép được cùng nhau tìm hiểu nhé. Các bạn có thể nhìn thấy thiết kế rất quen thuộc tối giản của Serge Lutens. Và đây chính là Feminité du Bois được ra mắt vào năm 2009. Vâng, chính xác là năm 2009. Các bạn search mọi nền tảng thì đều là 2009. Các bạn có thấy cấn không? Đó là lúc đầu mình nói rằng đây là mùi hương mang tính cách mạng vào đầu những năm 1990, mà đây lại là 2009. Vậy thì có uẩn khúc gì đằng sau hai con số này không? Câu trả lời rằng có. Feminité du Bois là một sáng tạo của Serge Lutens, được ra mắt vào năm 1992, nhưng dưới mác là một sản phẩm nước hoa của Shiseido. Ông là người đưa ra ý tưởng và hai người thực hiện ý tưởng này, đó chính là Christopher Sheldrake và Pierre Bourdon. Đây đều là hai perfumer đến thời điểm hiện tại có thể gọi là gạo cội và là master perfumer, khi mà Christopher đang là perfumer cho nhà Chanel, còn Pierre Bourdon thì quá là nổi tiếng rồi. Và cái thời điểm mà chai nước hoa này ra mắt ấy, thì Serge Lutens đang là giám đốc sáng tạo. Và các bạn phải xem lại cái video mà mình đã từng chia sẻ về câu chuyện của Serge Lutens trong cái quá trình mà ông lớn lên cũng như là làm việc ở các cương vị khác nhau, thì video sẽ gắn đâu đó ở đây cho các bạn có thể nhìn thấy. Và tóm gọn lại thì Serge Lutens và Shiseido có sự gắn liền với nhau rất chặt chẽ. Các sản phẩm của Shiseido thì mang dấu ấn của Serge Lutens khá nhiều. Và bên cạnh đó thì Shiseido cũng hỗ trợ cho thương hiệu riêng mang chính tên ông Serge Lutens được ra mắt. Và năm 2000 thì Serge Lutens được ra mắt thương hiệu và mang chính tên của ông. Và sau đó thì Christopher và Pierre Bourdon đã hỗ trợ ông cho ra nhiều sản phẩm hơn để phục vụ nhu cầu cũng như là cái thị hiếu của người dùng. Thì có những cái phiên bản đã được sáng tạo thêm từ chai nước hoa Feminité du Bois này, đó chính là Bois et Violette và Bois et Fruits. Đây là hai sáng tạo được lấy cảm hứng từ Feminité du Bois. Và Feminité du Bois là một trong những combo giữa trái cây, gia vị và gỗ. Và đến năm 2009, khi mà cái bản quyền sáng tạo mùi hương nó được hết, thì chai nước hoa này được ra mắt dưới mác là sản phẩm của Serge Lutens. Và đó cũng là cái giải thích cho hai cột mốc nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng thực chất thì nó lại là một câu chuyện rất hay ho và thú vị. Cái yếu tố thứ hai đó là tại sao Feminité du Bois lại là một sản phẩm mang tính cách mạng trong việc sáng tạo mùi hương vào đầu những năm 1990. Thì có lẽ chúng ta phải tua ngược lại lịch sử một xíu, khi mà vào những cái thời điểm cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, những sáng tạo mùi hương gần như là bị đi vào lối mòn. Sẽ không còn những sáng tạo mang tính trải nghiệm, mà gần như tất cả những mùi hương được ra mắt trong thời kỳ này đều phục vụ một cái nhu cầu cơ bản, đó là dùng được hàng ngày. Và nó phục vụ một số đông, một nhóm cụ thể, ví dụ như là đàn ông hoặc là phụ nữ, hoặc là những cái công việc riêng của từng nhóm người này. Và vì thế thì những sáng tạo trong thời điểm này nó bị gắn liền với những cái nguyên tắc và những cái khuôn khổ. Có những nhóm mùi hương dành riêng cho nam giới, thí dụ như kiểu với những người đàn ông thì phải là những tông mùi gia vị, gỗ, cay nồng để thể hiện được sự nam tính, hay là những cái nhóm mùi hoa tím để thể hiện được sự lịch sự và sang trọng. Còn đối với phụ nữ thì luôn luôn ưu tiên những sáng tạo mùi hương có cái hiệu năng tốt để có thể gây được chú ý và gắn liền với những nhóm hương hoa, trái cây ngọt ngào để thể hiện được cái nét nữ tính ở trong này. Và gần như tất cả những sáng tạo của hai giới này, họ đều cố gắng gạt đi những khía cạnh trái ngược. Thí dụ như kiểu những cái mùi hương dành cho nữ thì người ta sẽ gạt bỏ những cái khía cạnh cá tính, mạnh bạo, phá cách, hay là những mùi hương dành cho nam thì họ cũng sẽ tránh những cái việc khai thác những cái góc nhìn mềm mại, nhẹ nhàng. Đó, nên là những cái mùi hương ở thời điểm này ra mắt gần như rằng nó luôn luôn có những cái nét giống nhau và mọi người đang cảm giác rằng khá là buồn tẻ, thì Serge Lutens đưa ra một cái ý tưởng, đó là ông sẽ đi ngược lại đám đông. Và ngay chính cái việc đặt tên cho Feminité du Bois nó cũng đã là một trong những cái sự tò mò rất lớn. Khi Feminité du Bois dịch ra từ tiếng Pháp nghĩa là sự mềm mại, sự nữ tính trong cái mùi hương của gỗ. Thì trong cái thời điểm đó ấy, thì các bạn phải biết rằng là cái mùi hương gỗ, đặc biệt là sáng tạo này, thì nó sử dụng 60% là gỗ tuyết tùng. Và với rất nhiều lần chỉnh sửa thì ông luôn luôn muốn cho thật nhiều gỗ, và combo gỗ gia vị với trái cây cố gắng được khai thác cái nét gỗ thật nhiều. Và 60% gỗ tuyết tùng cũng như là cái hình ảnh gỗ tuyết tùng trong thời điểm đó là một hình ảnh đại diện của nam giới, của đàn ông, nhưng lại được khai thác một cách rất là mềm mại, tinh tế và khéo léo. Thế nên chai nước hoa này nó được Serge Lutens chia sẻ rằng ông mang cái sự nữ tính vào trong một cái mùi hương nam tính, và ngược lại ông mang được cái sự nam tính vào trong một cái sự nữ tính. Thì đó là toàn bộ những cái câu chuyện cũng như là cái sự sáng tạo về em nó. Và khi Feminité du Bois được ra mắt ở trên thị trường thì mùi hương này được đón nhận rất nhiều ở cả hai giới, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Họ được chia sẻ rằng tôi đã tìm ra mùi hương của chính bản thân mình, tôi đã thoát ra khỏi một cái cụm từ đó là nữ tính và dịu dàng, và cảm giác rằng đây mới chính là hình ảnh, mới chính là bản thân họ, chứ không phải là những cái mà gắn liền với những cái khuôn khổ, với những cái nguyên tắc mà phụ nữ phải theo đuổi trong thời kỳ đó. Bây giờ sẽ là chia sẻ cảm nhận của mình về mùi hương này. Feminité du Bois là một cái combo giữa gỗ, trái cây và gia vị. Khi các bạn xịt cái mùi hương này lên da ấy, các bạn đưa lên ngửi, các bạn nhận thấy một cái nét chua của trái cây. Cụ thể ở đây là một cái mùi mận rất là rõ rệt. Cái nét chua ở đây nó rất là sắc nét và có cái xu hướng là tạo ra một cái mùi hương nữ tính. Nhưng mà cái cảm giác nữ tính ở đây nó không phải là nữ tính theo hướng bánh bèo, mà những cô gái ở mùi hương Feminité du Bois muốn miêu tả đó là những cô gái sắc nét, sắc sảo. Và em này ấy, thì nếu như các bạn ngửi kỹ và các bạn trải nghiệm một thời gian dài thì các bạn nhận thấy đó là gần như tất cả những sản phẩm của Serge Lutens nó đều mang một cái lớp bụi hơi phấn nhẹ, phủ màu của thời gian, mang cái hơi hướng kiểu vintage, và đây thì nó cũng được thể hiện rất rõ. Và ngoài cái nét chua ra thì các bạn nhận thấy một cái nét hơi cay cay và hơi sủi nhẹ một xíu xiu, và nó đến từ cái nốt hương gia vị. Thì ở đây nó không bị hơi hướng là làm theo cái hướng quá nhiều trái cây, nhưng mà khi mà mùi hương này dry down ở trên da thì các bạn nhận thấy cái nét mận nó trở nên chắc chắn và khô hơn bởi cái bay mùi gỗ. Và cái hơi hướng gỗ ở đây nó cũng không phải là những cái thân cây gỗ, mà cảm giác là ngửi nó lực, nó mạnh bạo, và nó có mang tới hình ảnh kiểu nó to lớn khổng lồ dành cho những cái hình ảnh của những người nam giới. Mà gỗ cùng với fruity, trái cây, mận ở đây thì nó mang tới một cái hình ảnh một cái người phụ nữ kiểu táo bạo, phá cách, và nó có một cái nét gì đó hơi hướng độc lập về phần cá tính. Và mùi hương này khi mà còn khoảng gọi là skin scent ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi sạch, hơi hướng kiểu cảm giác bụi rất đặc trưng của những sản phẩm của SL. Thì với cá nhân mình ý, thì thực ra mùi hương này nó khá là khó xài, nó chỉ có mang tính sưu tầm thôi. Và các bạn cũng sẽ không thấy nhiều sáng tạo bắt chước mùi hương của Feminité du Bois, mặc dù đây là một sáng tạo mang tính lịch sử khá nhiều. Nhưng mà những cái sáng tạo, những cái accord làm lại thì chúng ta sẽ không nhận thấy nhiều ở trên thị trường. Và đến cả những cái sáng tạo ở thời điểm bây giờ đi chăng nữa nhé, thì các bạn cũng sẽ không nhận thấy quá nhiều cái màu sắc của Feminité du Bois. Cái hay ho của Feminité du Bois đó là một sáng tạo về gỗ, khi mà nó đập tan, nó phá bỏ hoàn toàn cái rào cản đó là những người đàn ông chỉ có thể dùng gỗ và những người phụ nữ chỉ có thể dùng những tông mùi hoa và ngọt. Thì đây là một sáng tạo mang tính lịch sử, và gần như rằng nó đòi lại một phần nào đó gọi là nữ quyền dành cho phụ nữ thời điểm đó. Và với cá nhân mình ý, thì mùi hương này nó có một cái hiệu năng có thể nói rằng là khá là hều. Khi mà ở trên da mình cái nét chua cũng như là cái bay mùi gỗ lên thì nó khá là hay ho và thú vị, nhưng chỉ ở 3 đến 4 tiếng ở trên da thôi. Đây là một trong những cái mà mình nghĩ rằng đặc biệt là những người Việt khi mà chưa có xu hướng là tìm hiểu về lịch sử của mùi hương, cũng như là những cái ý tưởng, những cái câu chuyện bên lề mà chỉ có tính ứng dụng thực tế thôi, thì nó sẽ không phải là một trong những lựa chọn quá tốt. Và em này thì tôi nói thật là tôi cũng rất ít khi xịt, mà tôi chỉ sưu tầm vì cái câu chuyện, vì cái tính thời đại của nó thôi, chứ tôi cũng rất ít khi mặc nó. Tại vì thứ nhất là tôi không phải là một cái tip kiểu đàn ông làm theo cái hơi hướng kiểu nhẹ nhàng, người ta hay gọi là good boy, soft boy, mà tôi kiểu thích những cái thứ nó rõ rệt được thể hiện cái sự nam tính hơn. Thì đây là không phải là một trong những sáng tạo như vậy. Nhưng mà nếu như những bạn nữ nào quan tâm đến Feminité du Bois hay là một sáng tạo và các bạn muốn kể câu chuyện về mùi hương các bạn đang mặc, thì các bạn có thể tham khảo Feminité du Bois của SL. Và cái bay gỗ ở đây nó cũng không phải là quá là khó xài, nhưng mà cái hơi hướng làm, đặc biệt là nhuốm cái màu kiểu một lớp bụi vintage kiểu cổ điển của SL, thì nó cũng làm cho cái mùi hương này gần như là đến thời điểm hiện tại nó rất khó tiếp cận với cái xu hướng dùng nước hoa ở Việt Nam ấy. Thì đây là một cái mà mình cũng không biết chia sẻ làm sao chính xác được với các bạn. Hoặc là các bạn có thể tham khảo về cái hình ảnh những cô nàng mặc những cái vải tweed theo cái hơi hướng Anh Quốc cổ điển ấy, thì các bạn có thể thử mặc em nó. Còn mùi hương này thì đúng thật là chỉ mang tính sưu tầm thôi, rất là khó xài. Nhưng mà với những người mà muốn tìm hiểu sâu thì chắc chắn đây là một chai nước hoa mà các bạn nên sở hữu, có ở trong tủ, vì nó mang tính lịch sử và thời đại. Và thời điểm khuyên dùng của con này thì trên góc độ mình trải nghiệm, các bạn có thể mặc vào những ngày thời tiết đâu đó tầm 32 đổ xuống, tầm từ 25 cho đến 32 độ. Đẹp nhất là những ngày trời mùa xuân và mùa thu. Còn mùa đông thì mùi nó thật là tỏa kém, nó cũng khá là mỏng. Còn đối với mùa hè thì nó cũng không phải là một cái lựa chọn quá ok, đặc biệt là với những giá thành của những cái chai như thế này ở trên tay, hoặc là cái bản limited các bạn mang tính sưu tầm ấy. Cái bản limited nó vẽ ra những hình ảnh của một người phụ nữ bằng những cái góc cạnh, thì nó vừa mang cái tính kiểu nữ tính nhưng mà lại vừa có một cái sự phá cách và sự sắc sảo ở trong đó. Thì cái chai limited nó rất là đẹp, kỷ niệm 30 năm, thì các bạn có thể mua để sưu tầm. Và giá thì hiện tại second hand nó cũng không còn rẻ như ngày xưa nữa. Đó, nhà mình thì còn có vài chai nhưng mà đã review gần hết cho các bạn rồi. Và đó là câu chuyện của Feminité du Bois, một trong những sáng tạo mang tính cách mạng vào đầu những năm 1990. Đó, đôi khi có những sáng tạo chúng ta chỉ để trưng ở trên tủ thôi, cái tính ứng dụng thì nó rất là khó, nhưng mà vẫn muốn chia sẻ với mọi người. Ai có rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ những câu chuyện hay ho bên lề về mùi hương này hay những sáng tạo khác của nhà SL nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.